Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu số 37. Từ một nhóm học sinh gồm 5 nam và 8 nữ, chọn ngẫu nhiên 4 học sinh, xác suất để trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đầu tiên mình tính tổng của nam và nữ. Chúng ta có 8 cộng cho 5. Đó là 13. Sau đó chúng ta có tính tổng cách chọn thì đó là C4 13. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tổng số cách chọn chỉ toàn là nam và chỉ toàn là nữ, sau đó lấy tổng trừ tổng số cách kia thì chúng ta sẽ có. Bây giờ tổng số cách mà có nam và có nữ thì nó sẽ bằng tổng tất cả các số cách mình trừ đi tổng số cách chọn chỉ toàn là nam. Ở đây có 5 nam thì chúng ta có 4, 5. Tổng số nữ ở đây là 8. Bây giờ chúng ta bấm máy tính thôi. Ở đây là 715. Còn này là 640. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm được xác suất. Và ta có 128 chia cho 143. C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.